diệt trừ nạn nước lửa, nạn vua những sợ hãi, con vâng theo hỷ mục, khiến đến được chỗ Ngài. Thấy giữa lông mi Ngài, phóng đại quang thanh tịnh, chiếu khắp biển mười phương, diệt tất cả đen tối. Hiển hiện sức thần thông mà nhập vào thân con gặp quang viên mãn, tâm sinh đại hoan hỷ. Được tổng trì tam muội, thấy khắp mười phương Phật, những chỗ con đi qua, thấy cõi nhiều như bụi, trong mỗi mỗi hạt bụi, thấy cõi nhiều như bụi, hoặc có vô lượng cõi, tất cả đều trược uế. Chúng sinh thọ các khổ, thường buồn than kêu khóc, hoặc có cõi nhiễm tịnh, ít vui nhiều lo khổ. Thị hiện thân ba thừa, đến đó để cứu độ, hoặc có cõi tịnh nhiễm, chúng sinh đều thích thấy. Bồ Tát thường đầy dẫy, trụ trì các Phật Pháp, trong mỗi mỗi hạt bụi, vô lượng biển cõi tịnh. Phật Tỳ Lô Giá Na kiếp xưa đã nghiêm tịnh, Phật trong tất cả cõi đều ngồi cội Bồ Đề. Thành đạo truyền Pháp Luân, độ thoát các quần sinh, con thấy thần phổ cứu trong vô lượng cõi đó. Chỗ tất cả chư Phật đều đến khắp cúng dường. Bấy giờ thiện tài đồng tử nói bài kệ đó rồi, bèn bạch với vị dạ thần phổ cứu chúng sinh diệu đức rằng: Thiên thần, môn giải thoát này rất là hy hữu, tên gọi là gì? Ngài đắc được môn giải thoát này đã bao lâu? Ngài tu hạnh gì mà được thanh tịnh? Vị dạ thần nói: Thiện nam tử, chỗ đó khó biết, chư thiên và loài người tất cả hàng nhị thừa không thể dò lường được. Tại sao? Vì đây là cảnh giới của bậc trụ hạnh Bồ Tát Phổ Hiền, vì là cảnh giới của bậc trụ Đại Bi Tạng, vì là cảnh giới của bậc cứu hộ tất cả chúng sinh, vì là cảnh giới của bậc thanh tịnh được tất cả ba ác tám nạn, vì là cảnh giới của bậc có thể ở trong tất cả cõi Phật, thiệu long giống Phật, không dứt, vì là cảnh giới của bậc trụ trì được tất cả Phật Pháp.